Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Ngọ năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Tượng Thổ. Phong Thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Ngọ năm 2020. Năm Canh Tý lại xung thái tuế nên con giáp này khó bề suôn sẻ thuận lợi, tình duyên kém sắc mà công danh cũng ngảm đạm. Mong chờ tài lộc thì lộc mãi chẳng tới nơi. Vì bạn tuổi Ngọ mà tử vi năm 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung thái tuế, nên Phong Thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên, hãy cùng Phong Thủy may mắn khái quát chung về tổng quan tử vi tuổi Ngọ năm 2020. Tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung thái tuế, hiểm họa trùng trùng, Tí Ngọ tương xung lại thêm thất sát, hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn là cát. Sự nghiệp khó bề được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn. Trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có vài sự chuyển dịch về chỗ ở hay chỗ làm. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tàn ác, những tổn thương nặng hay những sự công kích nghiêm trọng. Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài lại bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế, trong năm nay bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm, đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải lạm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc. Đỏ đen. Năm nay bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời. Chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý nữa. Về mặt sức khỏe, con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt. Không nên uống nhiều bia rượu, không dùng các chất kích thích. Nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần già, để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra, thái tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc này, mệnh chủ nên lưu ý, không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật quấn thân hay bệnh tình trở nặng. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp trước khi ra khỏi nhà, phải đóng khóa cửa cẩn thận, hạn chế để nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như mang theo bên người. Chính vì bạn tuổi Ngọ mà năm Canh Tý là năm xung khắc với tuổi của bạn, nên Phong Thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn thái tuế phù là bùa may mắn trong năm 2020. Hãy liên hệ ngay để được nhận quà nhé. Vừa rồi là tổng quan về tử vi tuổi Ngọ năm 2020. Và bây giờ hãy cùng Phong Thủy may mắn tìm hiểu chi tiết hơn về sự nghiệp của tuổi Ngọ trong năm Canh Tý nhé. Tử vi sự nghiệp tuổi Ngọ năm 2020, theo dõi vận trình công danh sự nghiệp tuổi Ngọ năm 2020, con giáp này gặp thái tuế Tý Thủy khắc chế với Ngọ Hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội, tuổi Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi căng thẳng nhưng không được khen thưởng đãi ngộ đúng mức khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt ra khỏi nội quy mà chịu trừng phạt. Ngoài ra, thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Xét về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay là kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vắt mai đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến như vậy.
chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Ngọ. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát bảo tâm kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công việc, sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Tử vi tài lộc tuổi Ngọ năm 2020. Người tuổi Ngọ trong năm Canh Tý 2020 tài vận không được như ý tưởng cho lắm. Chính tài khởi sắc chút đỉnh, có nguồn thu nhập hợp pháp nhưng không quá dư dồi. Thêm nữa còn phải đề phòng trộm cắp, lừa đảo gây phá tài. Ngoài ra trong năm có thái tuế là thất sát hung tinh, đối xung với thứ tài nên bản mệnh không nên tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm. Các hình thức đầu cơ sinh lời đều mang tới nguy cơ mất tiền hao của hoặc bị lừa gạt, hoặc bị nẫng tay trên. Những chú ngựa cũng cần phải thận trọng khi làm trong các ngành tài chính, cổ phiếu hay các dự án thủy lợi, thường mất nhiều hơn được. Trong thời gian này, đừng vì bốc đồng, kích động hay bất cứ lý do nào mà khiêu chiến với người có quyền có thế. Gây sự ở cơ quan hành pháp, cũng đừng vi phạm quy định pháp luật, nếu không hậu quả tổn thất nặng nề, chẳng thể kêu ai. Để tài lộc tăng, hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Tử vi tình cảm tuổi Ngọ năm 2020. Trong năm 2020, tuổi Ngọ không có quá nhiều đào hoa, thái tuế thiên quan tinh là sao khắc giới của nữ mệnh. Xong, về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Con giáp này dù là nam hay là nữ mệnh thì đều có được cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị lừa dối vì quá si mê. Nữ mệnh tuổi Ngọ có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh, song nhìn tổng thể vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất chắc, thất bại hết lần này tới lần khác. Con giáp nữ này khao khát có được tình yêu chung thủy, gia đình hạnh phúc, bền lâu nhưng không dễ đạt được ước mơ. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nếu ai đó thiếu chung thủy, chớ đổ thừa cho nhân duyên vợ chồng. Người đã kết hôn cần đặc biệt lưu ý, đừng tạo cơ hội cho người khác nảy sinh tình cảm với mình, nếu không bạn sẽ tự mình gây tổn thương cho bản thân, cũng tự tay phá vỡ hạnh phúc hôn nhân của mình đang có. Với những bạn chưa lập gia đình thì cần làm gì để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái? Ai cũng biết chim công là một trong những tứ địa linh, long ly quy phụ là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang. Nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng con công cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phong thủy kích tình duyên hàng đầu, được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Với những người đã lập gia đình thì để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đảo để hóa giải. Tử vi sức khỏe tuổi Ngọ năm 2020. Đường sức khỏe của tuổi Ngọ trong năm Canh Tý không được tốt cho lắm. Con giáp này trong năm gặp hạn xung thái tuế, lại vướng ngũ hành thủy hỏa xung khắc, bị bạch hổ sát và tai sát hung tinh không ngừng đeo bám. Vận trình sức khỏe của con giáp này trong năm 2020 không mấy lý tưởng. Bản mệnh phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, bệnh tật tiềm tàng, dễ vì bốc đồng mà bị thương. Thời gian này dễ mắc bệnh về tim mạch, phong hàn, cảm cúm, có lúc bị tà khí xâm nhập khiến người héo mòn, khó bể chữa trị. Thủy khí phượng là lời cảnh báo con giáp này không nên đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay có tà khí, có thể sẽ vướng họa vào thân hoặc tổn thương đến cơ thể.
tuổi Ngọ cũng cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng tập thể dục thể thao, ngày nghỉ dành thời gian bên bố mẹ, cùng cả gia đình đi dã ngoại, đến những nơi nhiều cây xanh và không khí trong lành. Đừng tự nhốt mình giữa bốn bức tường với áp lực tình tiền, dễ khiến cho tâm sinh lý bất ổn. Sức khỏe kém trong năm, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem về bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Tử vi tuổi Ngọ 2020 theo từng tuổi chi tiết. Tử vi 2020 tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, dương Liễu Mộc. Các bạn tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2020, nếu còn ngồi trên ghế nhà trường thì vận trình năm 2020 không tồi, việc học hành càng ngày càng tấn tới. Song bản mệnh cần lưu ý, đừng vì thế mà kiêu ngạo tự mãn. Trong giờ học phải nghiêm túc nghe giảng, cố gắng bồi dưỡng kiến thức, dùng năng lực học tập vượt trội của mình để nâng cao thành tích. Ngoài giờ, cần tìm hiểu khám phá thêm các kiến thức khác, phát huy tiềm năng còn chưa khai phá. Xong con giáp này cần nhớ phải chú ý sắp xếp thời gian biểu cho hợp lý, học phải đi đôi với hành. Ngoài việc học kiến thức thì còn phải tập luyện thể dục thể thao, tiếp xúc với xã hội nhiều hơn. Thời điểm này bản mệnh có những thay đổi về tâm lý, dễ xuất hiện trạng thái bất mãn, phản nghịch. Cha mẹ nên dành thời gian lưu tâm tới con về thay đổi tâm sinh lý để kịp thời hướng cho con về đường chính đạo. Không nên yêu đương quá sớm, cũng chớ dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, thức khuya, thậm chí là thức thâu đêm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe về sau. Nên giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh, điều độ để tinh thần, sức lực lúc nào cũng sung mãn. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, Lộ Bàng Thủ. Bước sang năm 2020, người tuổi Canh Ngọ vận trình khá là tốt, bản mệnh có nhiều quý nhân đưa tay giúp đỡ, sự nghiệp có khả năng thăng tiến. Cần dốc hết sức mình để làm việc có thể mới đạt được thành tích cao, nhận được sự công nhận và tán thưởng từ phía cấp trên. Có điều nên biết lựa sức mình, đừng leo quá cao mà ngã đau. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp nên giữ thái độ vui vẻ, hòa nhã, đừng vì công việc mà phát sinh tranh cãi, càng không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Vạn sự dĩ hòa vi quý, hãy học cách đứng ở vị trí của đối phương để suy nghĩ, thấu hiểu và thông cảm, đừng gây thù chuốc oán. Về phương diện tình cảm, người tuổi này nếu còn độc thân thì tình trường vẫn như một tờ giấy trắng, mãi chẳng tìm được đối tượng ưng ý. Dù có gặp được thì cũng hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, đừng cố chấp miễn cưỡng bản thân. Các cặp đôi ít nhiều nảy sinh mâu thuẫn có vết rạn nứt, tuy nhiên vẫn có thể hóa giải bằng những cách xử lý chịu tổn thương, cũng đừng gây hiểu lầm, hôn nhân cần sự cảm thông và bao dung. Tử vi 2020 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, Thiên Thượng Hỏa. Trong nửa đầu năm Canh Tý 2020, người tuổi Mậu Ngọ vận trình thăng trầm bất động, dễ vướng phải những trở ngại khó khăn, phải đối mặt với nhiều lựa chọn như thay đổi công việc, đầu tư tài chính, tiến tới hôn nhân. Xét về vận trình công danh sự nghiệp, con giáp này khó bề ổn định như mong muốn, tính biến động trong công việc khá là lớn, có lúc có thu nhập ngoài dự kiến, tiền bạc dồi dào nhưng cũng có lúc nguồn thu thắt chặt. Muốn đứng vững ở vị trí của mình, bản mệnh phải tính toán từng bước, từng chi tiết, bốc đồng sốc nổi sẽ chỉ dẫn tới sai lầm, gây ra những thất bại nặng nề. Về phương diện tài chính, con giáp này chưa biết kiểm soát thói quen mua sắm chi tiêu của mình cho lắm. Khi tiêu tiền, hiếm khi xem xét về nhu cầu sử dụng, mua rồi mới tiếc, mới hối hận vì tiêu tiền không đúng chỗ. Riêng về đường tình duyên, hôn nhân của tuổi này có thể nảy sinh những biến cố bất ngờ, dễ giãn nứt tình cảm, dẫn đến chia tay. Cần dành thêm thời gian ở bên người ấy, đừng để những chuyện vụn vặt làm ảnh hưởng đến tình yêu. Tử vi 2020 tuổi Bính Ngọ, Thiên Hà Thủy. Vận trình năm 2020 của Bính Ngọ không có gì nổi bật, sự nghiệp khó bề cất cánh do tiểu nhân ngáng trở, không phát huy được hết năng lực của mình, thành tích làm việc giảm sút rõ rệt, bản mệnh dễ nảy sinh bất đồng với cấp trên. Thu nhập ít ỏi mà các việc phải chi tiêu lại nhiều, tài chính chịu tổn thất nghiêm trọng. Người làm kinh doanh năm Canh Tý này không nên mở rộng đầu tư kinh doanh sang các lĩnh vực mới, nên lợi dụng các mối quan hệ xã hội để kết giao với quý nhân.
Thời gian rảnh nên tìm đọc hoặc là đăng ký học thêm các lớp bồi dưỡng kiến thức liên quan, nâng cao khả năng chuyên môn cho mình. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến của người khác, đừng tự vỗ ngực cho mình là giỏi. Về cuối năm, vận trình có phần khởi sắc hơn, sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Song cần chú ý, đừng vì bận rộn công việc mà quên chăm sóc sức khỏe. Cần giữ chế độ sinh hoạt lành mạnh, hạn chế hút thuốc, uống rượu bia. Tử vi 2020 tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, sa trung kim. Tiến sang năm 2020, người tuổi Giáp Ngọ vận trình khá là tệ. Sát khí vây hãm, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, dễ bệnh tật, thậm chí có thể phải trải qua vào viện, nằm liệt giường. Bản mệnh năm nay tâm tính thay đổi, sống hướng nội, không thích chuyện trò với mọi người, có nhiều tâm sự trong lòng, tình cảm gia đình xa cách, không mấy gần gũi với người thân. Nên học cách hòa giải áp lực trong cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ bạn bè tri kỷ. Đừng tự nhốt mình cô đơn, có tâm sự hay chuyện buồn, hãy thoải mái giải bày. Chỉ cần giải tỏa được nút thắt trong lòng thì sức khỏe tức khắc ổn định trở lại. Về mặt tài chính, không nên lo chuyện bao đồng, cũng đừng đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin, mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng vô phạt. Người nhà nên chú ý đến thay đổi tâm lý của mệnh chủ. Tử vi 2020 tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942, dương liễu mộc. Xem tử vi 2020 của tuổi Nhâm Ngọ, những người sinh năm 1942 trong khoảng thời gian này, tinh thần rất kém, thường cảm thấy lực bất tòng tâm, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng, tính tình khi vui khi buồn. Bản mệnh hay cố chấp, thích can thiệp vào chuyện riêng của con cháu, thường xảy ra tranh chấp bất đồng với người nhà, có thể bị bệnh tật dày vò. Tuổi tác tăng lên thì khả năng vận động cũng giảm đi, các chức năng gan thận cũng bị suy yếu, dễ ốm đau. Người nhà cần lưu ý chế độ ăn uống đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, ít dùng muối, dầu ăn. Nên vận động nhẹ nhàng, ra ngoài hít thở không khí trong lành. Có thể tham gia các hoạt động đoàn hội của người cao tuổi để tinh thần thoải mái. Người nhà không nên để mệnh chủ ra ngoài một mình, cẩn thận kẻo gặp chuyện bất trắc. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Ngọ năm 2020. Tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm 2020, người tuổi Ngọ có thể sẽ không gặp được khởi đầu tốt, chịu sự ảnh hưởng của thái tuế nên cả vận trình, công việc, tiền bạc, tình cảm và sức khỏe đều giảm sút nghiêm trọng. Trong công việc, con giáp này có thể sẽ bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp thì buông lời xúc xiểm, khinh thường, khiến bản mệnh cảm thấy tổn thương, mất tự tin. Về phương diện tài lộc, tháng 1 âm lịch, tuổi Ngọ dễ gặp phải họa hao tài, mất tiền, rơi điện thoại, đủ chuyện xui xẻo xảy ra. Đầu tư tiền bạc thì hay gặp chuyện không may, lãi không có mà còn phải bù lỗ. Ngoài ra, bản mệnh còn gặp họa đào hoa xấu, dù là người đang yêu hay đã kết hôn thì đều phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt tình cảm cực lớn. Tử vi tháng 2 năm 2020 âm lịch, tháng 2 âm lịch là thời điểm đánh dấu sự chuyển biến tích cực về sự nghiệp của tuổi Ngọ, tuy nhiên vận trình sức khỏe thì vẫn không được lý tưởng cho lắm. Trong công việc, bản mệnh đã dần thấy dễ thở hơn, tuy vậy vẫn bị cấp trên hay là tiểu nhân gây khó dễ, nhưng mức độ giảm hơn, áp lực cũng giảm dần, bản mệnh không còn bị căng thẳng về việc hoàn thành nhiệm vụ nữa. Có điều xét về phương diện sức khỏe, tháng này tuổi Ngọ dễ bị cảm cúm, ốm sốt, ho khan, khả năng miễn dịch sụt giảm mạnh, thường xuyên mộng mị, mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, miệng nôn trôn tháo. Nên giữ chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường tập luyện thể dục thể thao theo sức mình để nâng cao thể chất. Tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch, xem tử vi tháng 3 năm 2020 âm lịch, người tuổi Ngọ bắt đầu đón cơ may tài lộc tới, nhất là nửa cuối tháng vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt, đặc biệt là thứ tài cực vượng. Với những bạn ham mê đầu tư kinh doanh thì có thể kiếm được không ít lợi nhuận từ các dự án cổ phiếu. Nhưng ai có thói quen mua xổ số thì may mắn trong tháng này cũng nhiều hơn, càng về cuối tháng may mắn càng lớn. Đường tình duyên vẫn bất ổn như trước, con giáp này dễ nảy sinh nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn với nửa kia, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn. Nếu không nhanh chóng giải quyết ổn thỏa thì có thể dẫn tới kết cục tan vỡ. Vợ chồng muốn hạnh phúc trọn đời bên nhau thì phải tu khẩu. Tử vi tháng 4 năm 2020 âm lịch, tháng 4 âm lịch những chú ngựa phải đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng trong vận trình công danh sự nghiệp. Trong khi đó, đường tình duyên vẫn một màu ảm đạm, không biết khi nào khởi sắc. Về công việc,
Những chú ngựa thường xuyên đắc tội với không ít người vì cái tội nhanh mồm, nhanh miệng nhưng lại thẳng tính, chẳng biết nói cho vừa lòng mọi người, từ đồng nghiệp cho tới cấp trên đều ấn tượng xấu về con giáp này. Ảnh hưởng nặng nề nhất có lẽ là các bạn làm nghề bán hàng, marketing, tháng này mất không ít khách hàng vì cái miệng thị phi. Về phương diện tình cảm, tuổi ngọ cần dành thêm thời gian cho gia đình, quan tâm chăm sóc bạn đời cùng với cả con cái. Công việc quan trọng nhưng không thể là sinh mạng của bạn. Tử vi tháng 5 năm 2020 âm lịch. Chuyển sang tháng 5 2020, sự nghiệp của tuổi ngọ vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước, đường tài lộc cũng vẫn hiu hắt. Bản mệnh gặp phải khá nhiều khó khăn thách thức trong công việc, cần phải cẩn trọng xử lý những việc trong phận sự của mình, đồng thời dành thời gian thiết lập các mối quan hệ xã giao. Bạn nên tìm cách để nói chuyện, làm thân với đồng nghiệp, nên giữ thái độ khiêm tốn cầu thị, có thể mới thúc đẩy công việc tiến lên. Về phương diện tài lộc, tháng này họa phá tài, lộ tài không ngớt, không chỉ xui xẻo gặp chuyện mất tiền bị trộm cắp mà còn bị phạt tiền, vay tiền, rồi bệnh tật cũng hao tốn không ít tài lộc. Tử vi tháng 6 năm 2020, xem tử vi tháng 6 năm 2020 âm lịch tuổi ngọ, vận trình sức khỏe khá là ổn định, đường tình duyên có những dấu hiệu khởi sắc bất ngờ. Càng về cuối tháng thì tình duyên càng thêm vượng. Trong chuyện tình cảm, con giáp này nếu còn độc thân thì sẽ thể hiện được hết sức hút của mình, hấp dẫn không ít ánh nhìn của người khác phái. Bạn sẽ có nhiều người theo đuổi và nhận được những lời tỏ tình lãng mạn trong tháng này. Tuổi ngọ cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cảm chân thành, đâu chỉ là sự rung động nhất thời. Bạn cũng đừng nhầm lẫn giữa người yêu và người thương mình thật lòng với người chỉ chăm chăm lợi dụng mình. Cẩn thận kẻo vừa tổn thương tình cảm vừa mất mát tiền bạc của cải. Về mặt sức khỏe, con giáp này nên lưu ý để tránh nắng nóng mùa hè, dù nóng nực nhưng cũng không nên tắm nước lạnh thường xuyên, chọn nước ấm vừa phải là tốt nhất. Ăn uống cũng không thể qua loa, tránh đồ ăn lạnh, uống nước lạnh quá nhiều. Tử vi tháng 7 năm 2020 âm lịch, tháng cô hồn không khiến cho đường công danh sự nghiệp của con giáp này chịu ảnh hưởng quá nhiều. Thậm chí công việc còn khá thuận lợi và suôn sẻ. Song đường tình duyên thì không được may mắn như vậy. Càng về nửa cuối tháng thì vận trình càng xuống dốc nghiêm trọng. Trong công việc tuổi ngọ không gặp phải nhiều khó khăn phiền phức, bản mệnh đủ năng lực để một mình đảm nhận công việc. Hơn nữa nhờ được quý nhân phù trợ nên bước đường phía trước hanh thông bất ngờ, cơ hội để tăng lương thăng chức cũng nhiều gấp bội. Xét về mặt tình cảm, người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn bất đồng vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, thậm chí có thể dẫn tới chiến tranh lạnh. Mối quan hệ bị đông cứng, bản mệnh nên thử thay đổi góc nhìn của mình, suy nghĩ nhiều hơn cho đối phương. Ngoài tình yêu, còn cần cả lòng bao dung và sự cảm thông nữa. Tử vi tháng 8 năm 2020 âm lịch, đường tài lộc của tuổi ngọ trong tháng 8 này cực kỳ hưng vượng. Chuyện tình cảm cũng có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Con giáp này, nếu theo nghiệp kinh doanh thì tháng này nên đẩy mạnh quảng cáo tiêu thụ các mặt hàng mới, có nhiều cơ hội thu hút khách hàng, thậm chí có được đơn hàng lớn bất ngờ, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thực ra bản mệnh cũng phải đối mặt với không ít đối thủ cạnh tranh, song những chú ngựa chẳng vì thế mà lo lắng, con giáp này tự tin vào năng lực của mình, cũng tự tin vào chất lượng sản phẩm mình đưa ra, chẳng những đánh bại được đối thủ mà còn chiếm thêm được thị phần mới. Xét về đường tình duyên, những mâu thuẫn trước đó giữa hai người dần được hóa giải, hiểu lầm tan biến, tình cảm được hâm nóng trở lại. Song bản mệnh cần nhớ rằng tình yêu cũng cần được che chở và bao bọc, nếu không có thể bị lụi tàn bất cứ lúc nào. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch, bước sang tháng 9 âm lịch, tuổi ngọ sẽ nhận được những tin không vui về công việc, trong khi đó sức khỏe vẫn đang tiếp tục trên đà đi xuống. Về công việc, con giáp này bị tiểu nhân ngáng trở, không ngừng tạo ra những âm mưu hãm hại. Nhiệm vụ được giao không thể hoàn thành đúng như dự kiến, bị cấp trên khiển trách, thậm chí có thể cắt lương, cắt thưởng. Cần phải rèn cho mình thói quen tỉ mỉ, cẩn thận trước khi bàn giao công việc, phải kiểm tra lại để tránh có sai sót. Xét sang sức khỏe, tuổi ngọ dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, có thể bị viêm mũi, ho khan. Nếu kéo dài, người mệt mỏi thì cần nhanh chóng thăm khám, chữa trị kịp thời. Hàng ngày nên tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng sức đề kháng. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch, trong tháng 10, sự nghiệp của tuổi ngọ vẫn chưa được ổn định, vận trình chưa có gì khởi sắc so với tháng trước. Đường tình duyên đang sa sút, tuy không phải với tốc độ nhanh chóng, nhưng con giáp này cũng cần phải đề phòng.
Xét về phương diện sự nghiệp thì bản mệnh tháng này phải cạnh tranh kịch liệt với những đối thủ khác. So với đồng nghiệp của mình, bản mệnh không có được năng lực xuất chúng, cũng không có đủ tự tin nên càng không thể phát huy được năng lực của bản thân. Con giáp này cần phải thả lỏng tinh thần, thoải mái bắt tay vào việc thì mới có thể đạt được hiệu suất cao. Căng thẳng áp lực suốt một thời gian dài sẽ chỉ khiến cho tâm trạng trở nên tiêu cực. Cũng không còn tâm trạng làm việc nữa. Trong chuyện tình cảm, những chú ngựa vốn sống phóng khoáng cũng nên suy nghĩ hơn cho người ấy. Ai cũng cần có một khoảng trời riêng, đừng kìm kẹp, kiểm soát nhau quá nhiều, nếu không lại thành phản ứng ngược, tình không bền chặt đã vội nhạt phai. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý tuổi Ngọ, cả tiền bạc và sức khỏe đều không được như ý, đặc biệt sức khỏe thời điểm này khá tệ, cần phải lưu tâm. Bản mệnh tinh thần xuống dốc, dù làm gì cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở. Người làm đầu tư cổ phiếu, kinh doanh nhà đất cần phải kịp thời thu lại vốn, nếu không có nguy cơ mất trắng cả vốn lẫn lời. Về sức khỏe, tuổi Ngọ thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình. Tử vi tháng 12 2020 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm 2020 là thời điểm mà con giáp này cảm thấy vận trình xuống dốc trầm trọng. Mọi thứ chỉ có tệ hơn chứ chẳng bớt đi chút nào, nhất là công việc và tình cảm, có thể nói đã đi xuống tận đáy. Về chuyện tình cảm, bản mệnh và người ấy liên tục xảy ra tranh cãi, số lần chiến tranh lạnh gia tăng tới mức đáng báo động. Nếu không kịp thời cải thiện mối quan hệ, tìm cách chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn thì rất có thể sẽ phải đối mặt với càng nhiều rắc rối, hiểu lầm, tình cảm cũng đứng trên bờ vực tan vỡ. Trong công việc, những chú ngựa cần phải sốc lại tinh thần của mình. Bạn mắc lỗi quá nhiều, bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp khinh khí. Khách hàng trách móc có lúc tưởng chừng muốn sụp đổ. Tuy nhiên cuộc sống ai chẳng có những lúc khó khăn, con giáp này nên suy nghĩ lạc quan hơn để đối mặt với hiện thực. Dù làm gì cũng phải đặt hết tâm sức vào đó, đừng qua loa đại khái mà mang hậu quả về sau. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Theo dõi tổng quan tử vi 2020 của tuổi Ngọ, con giáp này xung thái tuế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó tăng tiến bởi bị chèn ép, có thể phải thay đổi chỗ làm hay là vị trí làm việc. Để công danh sự nghiệp được tốt hơn, trong năm nay bạn hãy thỉnh vòng tam hợp hoặc dây bát bảo tâm kinh để mọi việc được suôn sẻ và may mắn. Tiền bạc cũng không sung túc cho lắm do liên tiếp gặp tai họa về thân thể, còn bị kẻ gian lừa gạt tiền bạc nữa. Làm lụng cực khổ mà tiền mất trong chớp mắt, chuyện tình cảm không có nhiều tín hiệu khởi sắc, sức khỏe cũng sa sút, dễ mắc bệnh tật ốm đau. Theo dõi tử vi 2020, ngũ hoàng sát tinh bay về phương chính đông. Nếu không kiểm soát tốt phong thủy ở vị trí này, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả gia đình khi liên tục gặp phải những chuyện ngoài mong muốn, tai nạn hung hiểm đáng sợ. Chẳng những ảnh hưởng tới sức khỏe, hung tinh này còn có thể tác động xấu đến công việc, tình cảm hay tiền bạc của bản mệnh. Vì thế, nếu cửa chính, cửa các phòng hay chỗ ngồi giường ngủ ở vị trí này thì phải đặc biệt cẩn thận. Nếu có thể thay đổi vị trí thì nên thay đổi vị trí, nếu không có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy ở phương chính nam để thúc vượng hỷ khí, nhờ hỷ thần xua tan bớt những sát khí tối tăm. Mệnh chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ ở góc chính nam trong nhà hoặc tăng lượng đèn ở đây. Tạo độ sáng phù hợp, có thể nhờ thế mà cải thiện được tình hình sức khỏe của người sống trong nhà. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Ngọ thái tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà các bạn hãy liên hệ với chương trình nhé. Vừa rồi, phong thủy may mắn vừa tổng hợp và luận giải về tử vi tuổi Ngọ năm 2020. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.